Chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Rafah miền nam của Gaza đang khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại, trong đó có cả đồng minh thân cận của Israel là Mỹ. Trong tuyên bố vừa đưa ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Tel Aviv nếu nước này tấn công khu vực Rafah. Ông Biden cũng cho hay Washington đã dừng viện trợ bom cho Israel, cho rằng dân thường thiệt mạng ở Gaza là hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho biết Mỹ vẫn cam kết đối với nền quốc phòng của Israel và sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt cũng như các vũ khí phòng thủ khác cho Israel. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận nước này đã dừng một đợt vận chuyển đạn dược cho Israel trong động thái nhằm thể hiện việc Washington phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah. Ông Austin khẳng định Mỹ đã rõ ràng quan điểm ngay từ đầu rằng Israel không nên tổ chức một cuộc tấn công lớn vào Rafah nếu không tính đến và đảm bảo sự an toàn cho dân thường trong vùng chiến sự. Kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, viện trợ vũ khí của Mỹ cho Israel đã tăng mạnh. Một quan chức giấu tên ước tính Mỹ đã chuyển 1.800 quả bom cỡ 900 kg và 1.700 quả bom loại 225 kg cho phía Israel.